Sau cơn mưa lớn kéo dài vào chiều tối 14 tháng 10 gây ngập lụt nặng, đến sáng nay 15 tháng 10, ghi nhận tại nhiều khu vực ở thành phố Đà Nẵng vẫn còn tình trạng ngập sâu. Lúc 6 giờ sáng, hầm chui Điện Biên Phủ Nguyễn Tri Phương, Lê Đô trên đường Điện Biên Phủ còn ngập nước, các phương tiện phải tìm hướng khác để di chuyển. Ngập nước đã khiến xe bị chết máy nằm la liệt trên khắp thành phố Đà Nẵng. Xe cứu hộ, các hãng bảo hiểm doanh nghiệp tư nhân không thể kéo hết các xe chết máy để trả lại mặt đường lưu thông, mặc dù đã hoạt động hết công suất lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng đã đưa xe chuyên dụng đến hỗ trợ giải phóng giao thông nhưng cũng làm không xuể phải kêu gọi thêm những ai có xe cẩu đến cùng hỗ trợ di dời xe đi